Có đủ những yếu tố này, bạn hoàn toàn có thể kinh doanh chung cư mini cho thuê. Thứ nhất, vốn. Đây là yếu tố quan trọng nhất khi kinh doanh chung cư mini cho thuê. Nhà đầu tư cần dự trù chi phí cho các khoản sau: tiền mua đất, chi phí thiết kế và thi công xây dựng, chi phí hoàn thiện, chi phí quản lý vận hành. Thứ hai, kiến thức về kinh doanh bất động sản. Đừng đầu tư vào những lĩnh vực mà bạn không am hiểu. Chỉ khi bạn thực sự nắm vững các kiến thức và hiểu biết thật tốt thị trường bất động sản ở khu vực thì việc đầu tư chung cư mini cho thuê mới thực sự hiệu quả. Thứ ba, năng lực pháp lý. Kinh doanh chung cư mini là lĩnh vực đặc thù và được quản lý chặt chẽ bởi nhà nước. Vì vậy bạn cần phải nắm rõ và liên tục cập nhật những quy định pháp lý mới về loại hình này để tránh phạt hoặc buộc bị phải phá rỡ trong quá trình thi công. Thứ tư, năng lực quản lý. Trung cư mini là nơi tập hợp rất nhiều người sinh sống từ mọi lứa tuổi, mọi vùng miền nên không thể tránh khỏi những vấn đề phát sinh. Vì thế, nhà đầu tư cần có kỹ năng quản lý, vận hành trung cư mini bao gồm tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng thuê, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, kỹ năng xử lý tình huống. Theo bạn còn cần thêm những yếu tố nào không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Golden SN, đơn vị thiết kế và xây nhà trọn gói số 1 Việt Nam.